Xin chào tất cả các bạn học sinh của trung tâm Anh ngữ ALES. Và ngày hôm nay thì Trang muốn bật mí cho các bạn biết một điều cực kỳ thú vị. Đấy là có một vị phụ huynh có con theo học tại trung tâm Anh ngữ ALES lâu nay, nhưng mà lại là một diễn viên vô cùng nổi tiếng trên truyền hình. Và ngày hôm nay thì chị cùng với con đến đây để nhận một cái kết quả mà khi điểm IELTS của con trong thời gian qua, điểm cái bằng rất là cao điểm. Và Trang rất là bất ngờ khi mà gặp chị ở đây, vì chị là một diễn viên rất là nổi tiếng, có những cái vai diễn rất là ấn tượng và đi sâu vào lòng khán giả. Vậy thì các bạn học sinh của trung tâm ALES và quý phụ huynh có muốn biết và tò mò xem là vị diễn viên này là ai không ạ? Và chúng ta cùng xem là vị diễn viên nổi tiếng này là ai nhé. Xin mời mọi người. Em chào chị ạ. Chào Trang. Chào các bạn sinh viên, học sinh của trung tâm ALES. Chị Nguyệt Hằng ơi, như đã xin phép chị từ lúc nãy. Đấy là ngày hôm nay thì chị cùng với em đến đây để nhận bằng, nhận kết quả IELTS của con. Thì em muốn xin phép đấy là phỏng vấn chị, là chị sẽ chia sẻ một vài các cái lý do tại sao chị lại tìm đến trung tâm Anh ngữ ALES. Và với cái kết quả ngày hôm nay của con thì chị có cảm thấy hài lòng hay không ạ? Thực ra là không phải chỉ hài lòng đâu mà rất hài lòng. Bởi vì bản thân bố mẹ thì bao giờ cũng biết là cái của con mình là thế nào. Cho nên trước khi gửi gắm tới trung tâm thì chị cũng đã tham khảo rất nhiều và chị cũng rất là lo lắng, không biết là với cái tính cách của con thì học nó có hiệu quả hay không. Và điều quan trọng là chị chỉ cần con có một cái cơ bản và đến cái mức khi mà có kết quả là 7.0 thôi, tức là từ 0 mà đi lên đến 7.0 đấy là mà rất là mừng rồi. Cho nên theo là trong quá trình hơn một năm vừa rồi thì con có kết quả cũng khá là bất ngờ và rất là vui. Thực ra thì bạn ấy đã vượt được qua bản thân mình ở chỗ là bạn đã tự tin hơn rất nhiều khi mà tới đây trong thời gian vừa rồi. Bình thường khi đi ra đường mà mình cũng có ý định, tức là cứ gặp một người khách nước ngoài nào thì đều động viên con là hãy chủ động nói chuyện, bởi vì là người nước ngoài người ta cũng rất là thân thiện và sẵn sàng để nói chuyện, hỏi chuyện. Sẵn ra bình thường tôi thì còn rụt rè lắm, mà con chẳng biết nói gì đâu, mà dù trong đầu nghĩ được rất nhiều và có thể là đã biết nhưng mà không dám. Đấy, con vượt qua được cái tự tin đấy và con đã mạnh dạn hơn, chủ động hơn khi bất kể một hoàn cảnh nào mà gặp một người nước ngoài nào là bạn đã tự tin để bạn đi đến để nói chuyện, rất vui vẻ. Bây giờ thì các bạn học sinh của ALES đã nhận ra chị Nguyệt Hằng là ai chưa? Một gương mặt rất là quen thuộc trên truyền hình đúng không ạ? Và ngày xưa thì em rất là hâm mộ chị Hằng, và em không nghĩ là ở ngoài chị Hằng lại trẻ và có con lớn như thế này đâu. Sau khi tìm hiểu thì em còn biết rằng là bạn gái đầu nhà chị Hằng, là bạn đầu, là đã đang đi du học và đang học năm cuối đại học tại bên Minh Đức rồi đúng không ạ? Đã nhiều quý vị đã biết là chị Hằng rất là nổi tiếng qua các bộ phim như là Bí mật của Eva này, Việt nắng cuối trời này, hay là Bánh đúc có xương. Và ngày hôm nay thì thật là may mắn khi mà chị Hằng lại tin tưởng trung tâm ALES và gửi con gái đến đây theo học. Và với cái kết quả của bạn Vân đạt được thì bạn Vân đã đạt được số điểm IELTS 8.0, một cái số điểm rất là ngưỡng mộ đối với các bạn học sinh đúng không ạ? Và Vân ơi, thì ngày hôm nay thì Vân có thể chia sẻ cho các bạn học viên của ALES về cái kết quả mà Vân đã đạt được trong thời gian qua theo học không? Kết quả trong một năm qua thì con rất là hài lòng. Con không nghĩ là con đạt được kết quả có thể tốt như thế này. Nghe con đã được 8.5. Đâu, sâu cho mọi người nhìn, nhưng mà mọi người lại không tin ý. Nghe đã được 8.5, đọc đã được 9.0, viết thì hôm đấy có hơi run sợ và hơi lo lắng thì cũng chỉ được 7.0, nói thì được 7.5 và trung bình của con đã được 8.0. Và con có ý định đấy là nâng cái band điểm của mình là cao hơn như vậy nữa không? Con nghĩ là kết quả con như thế này là tốt lắm rồi. Và Vân là đã theo học tại trung tâm ALES hơn một năm qua rồi đúng không chị? Và với hơn một năm qua thì Vân có thể chia sẻ cho chị cùng với các bạn học sinh đấy là Vân có những cái kỷ niệm gì đặc biệt hay là có những cái trải nghiệm gì đặc biệt khi theo học ở trung tâm không? Mới đầu vào lớp thì con rất rụt rè và lúc nào cũng ngồi ở góc lớp. Nhưng mà thầy cô giáo ở ALES đã giúp con hòa đồng với bạn bè hơn, giúp con học tập được với bạn bè, có thể nói chuyện, trò chuyện với nhau hàng ngày. Và phương pháp học tập của ALES rất là đặc biệt, giúp con và những bạn trong lớp có thể đạt được kết quả tốt hơn. Như chị Hằng thấy thì trong cái một năm vừa qua thì về cái chuyện học hành của Vân, hay là chị có lo sợ rằng là Vân sẽ tập trung vào tiếng Anh nhiều quá
và không lo những cái môn khác, bởi vì theo như em biết là năm nay là Vân là cuối cấp rồi. Và như thế này là một cái bằng, với cái tấm bằng này là rất là may mắn đúng không ạ? Bởi vì là với cái IELTS mà có cái số điểm cao ấy thì sẽ được rất là nhiều các cái ưu điểm như là xét tuyển thẳng vào đại học hoặc là đi du học. Thì chị có thể chia sẻ rằng là sau cái một thời gian học tại IELTS thì về cái việc học của con thì chị cảm thấy là Vân đã thay đổi nhiều như thế nào, như học hành ở nhà hoặc là các cái môn học khác ấy? Thực ra mới đầu thì cũng rất là băn khoăn, bởi vì đúng là năm nay là năm cuối cấp của con, rất là căng thẳng để mà ôn thi, bởi vì đi bây giờ cũng rất là khó, cho nên là cũng đã dự định và chuẩn bị trước cho con đã cách đây hơn một năm rồi để nó không bị dồn dập quá cùng một lúc như thế này. Thì mới đầu thì cũng nghĩ là nếu như bây giờ với các bạn học sinh sinh viên bây giờ mà không có một cái ngoại ngữ thì rất là khó để hành trang bước vào đời, bước vào có một sự nghiệp tốt trong công việc. Cho nên là bố mẹ nào cũng muốn cho con có một hướng nghiệp nó rất là tốt, để trừ khi nó không muốn và nó không đam mê, không thích thôi. Thì thực ra em Vân cũng hơi bướng một tí đấy, nhưng mà và cũng không nghĩ là khi đến IELTS thì là em có thể có được kết quả như này, bởi vì chị chỉ mong rằng tự tin con có rồi và mong có một kết quả trung bình thôi, hoặc là có một cái vốn ngoại ngữ nó cũng vừa phải để có thể giao tiếp được. Thế nhưng mà cũng không nghĩ là sau một thời gian học thì bắt đầu đam mê đến như thế này, và thực sự là bây giờ chắc là rất là thích và tự tin với bản thân lắm rồi. Với cái dự định và đi thi IELTS này chắc chắn là sau này khoảng tầm hết tốt nghiệp năm nay thì em sẽ đi du học luôn cùng với chị, hay là đi khi nào thì em sẽ đi du học? Nếu như em đủ cảm thấy tự tin, còn nếu không thì em mới có thể trau dồi thêm nữa, có thể là có kết quả cao hơn nữa thì không có thừa. Đừng phải kiểu tiếp nhỉ? Không phải, bởi vì chị nghĩ là cái ngoại ngữ thì là chúng ta nếu như buông một cái thì là nó sẽ mất dần lên. Cho nên là nếu mà có thời gian hoặc là vẫn còn cái nó đang theo buồng rồi ấy, thì đang vào cái buồng học và đang quen cái cách học đấy rồi thì tiếp tục thôi. Còn công việc của mình cần đến đâu thì mình dừng lại ở đấy. Chứ còn cái mà thường xuyên mà chúng ta luyện tập hay là chúng ta thực hành ngoại ngữ không thừa. Thì như chắc chắn một điều đấy là em cũng giống như là rất là nhiều phụ huynh khác đang theo dõi livestream này, thì mọi người rất là tò mò đấy là tại sao với một người nổi tiếng như chị Hằng này, và với trên hiện tại bây giờ thì gần như là Anh ngữ vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh này, đối với những người đi làm như bản thân em hoặc là đối với chị thì chắc chắn là sẽ phải giao tiếp về Anh ngữ rất nhiều, thì tại sao mà với những trung tâm khác lớn hơn này cũng rất là uy tín thì chị lại không chọn, mà tại sao mà chị lại chọn đến trung tâm Anh ngữ IELTS ạ? Với các trung tâm khác, hoặc là trước đây mình cũng đã đến các trung tâm, mình cũng có học một vài khóa ngắn hạn, thì mình thấy phương pháp của các trung tâm bây giờ thì mọi người đều có những cái phương pháp mới và đều có những cái kỹ năng, tìm hiểu nhiều kỹ năng khác để có thể hướng học sinh đến nhiều với mình hơn thì đào tạo tốt hơn. Nhưng cũng đi tham khảo và tìm hiểu nhiều rồi thì với bản thân cá tính của con gái mình thì mình rất là hiểu, cho nên mình cũng nghĩ là không phải trung tâm nào cũng phù hợp và cũng không phải lớn quá hay nổi tiếng quá mới là tốt cho con mình. Nó phù hợp và thay đổi con mình đến đâu mới là quan trọng. Thì mình cũng đã tìm hiểu và mình cũng thấy mới đầu thì băn khoăn lắm, không biết là nhiều sự lựa chọn thế này thì học ở đâu. Vâng. Hay là cũng hỏi một vài người bạn có các con đã học vài trung tâm rồi, cũng nghe thấy nói IELTS thì cũng băn khoăn. Thế nhưng mà đã đến tận nơi để tìm hiểu, nói chuyện ở đây ở trung tâm và tìm hiểu trên website rồi là qua các phụ huynh mà các con đã học thì mình cảm thấy là rất là phù hợp với con mình. Thì bởi vì mình nghĩ là cái ngôn ngữ, tất nhiên khi mà được kết quả như thế này thì quá tốt rồi, nhưng mà để vào được như thế này, như thế nào với cái khởi đầu bắt nguồn với một người đi học cũng rất là khó, cái phương pháp chứ không phải với ai cứ đưa các phương pháp đấy áp dụng với ai cũng được, rất là khó, nó tùy thuộc vào tính cách của từng bạn học sinh một. Thế thì cũng rất là may mắn và mình đã lựa chọn tốt khi mà đưa con đến đây. Vâng ạ, em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Nguyệt Hằng cùng với lại Vân về cái lý do mà chị tin tưởng IELTS là địa điểm để cho con gái theo học trong hơn một năm qua, và với cái kết quả ngày hôm nay của con đạt được thì là con cảm thấy rất là hài lòng. Và nếu quý vị và
các bạn học sinh của trung tâm ALES, quý phụ huynh đang còn phân vân là chưa biết tìm một cái địa điểm nào để gửi gắm con em mình theo học, thì mọi người có thể đến trung tâm ALES để trải nghiệm các cái khóa học tại trung tâm. Và hiện tại thì trung tâm đang có rất là nhiều những ưu đãi dành cho phụ huynh và cho học sinh, vì vậy nên là mọi người hãy để lại comment hoặc số điện thoại xuống dưới live stream này, thì tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ cho các bạn, tư vấn cho các bạn. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chị Hằng ạ.